Liam mến chào các bạn. Ở video này Liam khui thùng hàng để Liam đưa hàng lên shop ha. Thì trong thùng hàng này là có túi đeo vai. Liam có mua một ít túi đeo vai để Liam vừa bán mà vừa làm quà tặng Miligame luôn nè các bạn. Vì hàng về cũng được 2-3 ngày rồi ha, mà Liam mận quá Liam chưa có khui. Thì bây giờ Liam khui hàng rồi. Liam quay cho các bạn xem luôn cho vui ha. Một số bạn cũng rất là hóng cái túi, mẫu túi á, Liam cũng chưa biết cái mẫu túi này như thế nào luôn. Tại vì lần đầu tiên Liam lấy luôn các bạn. Đây bây giờ Liam khui ra nè. Em lấy về cũng khá là nhiều túi ha. Đây em đưa lên trên shop luôn. Đây là hóa đơn. Bây giờ đi em sẽ lần lượt đi em review túi cho các bạn xem nha. Đây là mẫu túi đeo vai. Đây các bạn. Thì mẫu này đợt trước trên shop đi em cũng có, nhưng mà có cái mẫu cái hình nó khác ha. Mẫu thì giống nhưng mà hình khác, là đợt này đi em lấy cái hình này các bạn. Rồi vải đẹp lắm nè các bạn. Canvas mà rất là dày. Đó. Bên trong là có cái dây kéo này các bạn. Đây có dây kéo, mình kéo lại ha. Đây. Thì Liam lấy cái mẫu này cũng là nhiều cái ha. Đây, mấy cái? 5 cái. 5 cái ha, 5 cái mẫu này các bạn. Rồi, tiếp tục Liam khui mẫu khác nha. Mẫu này là mẫu Liam đang mua làm quà tặng nè các bạn. Đó, rất là nhiều hình ha. Wow, hình dễ thương lắm luôn các bạn ơi. Thì Liam lấy 50 cái. Nên là các bạn là thích thì các bạn shop của Liam các bạn đặt nha. Này Liam lấy cái này nhiều luôn. Liam review cho các bạn xem ha. Bên trong nó như thế nào nha. Dạng nào túi vải để mình đi học thêm hoặc là mình đi chơi mình đeo các bạn. Nhìn nó gọn gàng ha. Đây, rất là gọn mà giá cũng mềm ở đây các bạn. Rất là phù hợp với học sinh sinh viên ha. Bên trong người ta may một cái lớp lót nữa này các bạn. Đây có lớp lót nữa ha. Lớp lót này. Đợt Miligame mà Liam đạt 200.000 subscribe á, Liam có nói là Liam có tặng 5 cái túi ha. Là 5 cái túi mẫu này nè các bạn. Đây Liam đang review nè. Trước hạt chưa có về á, nhưng mà Liam làm video Miligame trước. Bữa nay hàng về Liam review cái thùng hàng sau ha. Liam lần lượt Liam review mẫu cho các bạn xem nha. Dễ thương quá, chắc Liam một lấy một cái để Liam đi diễn chơi này các bạn. Mẫu này các bạn bỏ vỡ sách đi học thêm hoặc là các bạn đi chơi rất là phù hợp luôn. Chắc vải cũng đẹp các bạn, bên trong có lớp lót nữa và có dây kéo nữa ha. Liam mấy cái là nhiều túi, rất là nhiều mẫu luôn. Bạn có hỏi với em túi đeo vai á, để đi học thêm á, thì các bạn hãy vào trong đường link trong phần mô tả video nha. Xong khi mà đi em khui cái thùng hàng được không thì em sẽ bỏ link vô trong phần mô tả video để các bạn vào các bạn đặt nha. Mẫu luôn các bạn. Em nghĩ các bạn mua túi đeo vai mà kiểu như vừa vừa với giá tiền học sinh sinh viên á, thì cái mẫu túi này rất là phù hợp với các bạn luôn. Lúc nãy Liam có review một cái, Liam gỡ ra cho các bạn xem rồi ha. Chất liệu của nó là vải, dạng như là vải canvas đó các bạn. Mà bên trong có một lớp lót nữa. Rồi, Liam review hết cái phần 50 cái túi rồi ha. Bây giờ Liam review tiếp. Cái này là cái đồ để đi co bàn nè các bạn. Vừa cắm bút nè, rồi vừa để qua chi tác. Rồi một số cái món đồ lạc vặt á. Mình để mua cái này, mình để lên trên bàn á. Thì rất là gọn ha. Thì đợt này Liam lấy về màu hồng. Thì có rất là nhiều bạn hỏi màu hồng luôn. Mà đợt trước Liam về còn màu xanh không rồi các bạn. À, đợt này Liam lấy màu hồng ha. Một màu rất được nhiều bạn thích nha. Cái mẫu này ở trên shop Liam đứt hàng cũng cả hơn tháng rồi, hôm bữa nay hàng mới về nè các bạn. Các bạn nào hỏi cái mẫu này á thì các bạn vào shop các bạn đặt nha. Liam có để link sản phẩm ở trong cái video này luôn nha các bạn, trong phần mô tả của video á. Các bạn thường mua hàng ở shop Liam thì các bạn biết rồi, các cái món hàng mà Liam khui thùng thì Liam có để đường link trong phần mô tả ha. Đây mình có mua hai chiếc túi dây buộc tóc đủ loại nè, để Liam mở ra Liam review cho các bạn xem nha.
Thì cái túi với bột tóc này nè, người ta bán nguyên một túi là đủ kiểu này các bạn. Đây một túi là có hai chùm như thế này nha, đủ kiểu luôn. Thì Liam mua về để vừa làm quà tặng ở trong những cái đơn hàng á, Liam hay tặng quà, vừa làm quà tặng, Liam vừa bán lẻ cho các bạn luôn á. Các bạn thích thì các bạn mua, còn các bạn mua những cái đơn hàng ở trên shop Liam thì Liam có tặng quà, thì Liam sẽ lấy cái món này Liam tặng cho các bạn ha. Nhiều dây bột tóc khác nhau mà nhìn nó dễ thương á các bạn, đủ kiểu luôn. Liam thấy có nhiều mẫu rất đẹp nè, như cái mẫu này nè. Để Liam sẽ bỏ link trong phần mô tả video ha các bạn. Đây, cái này nữa nè. Một túi như thế này là có 20 dây nha các bạn. Còn mới cho nên là nó có chỉ ha, để em lấy chỉ ra. Rồi cái mẫu này dễ thương ra luôn các bạn. Rất là đẹp ha. Rồi, đi em tiếp tục đi em review nữa nha các bạn. Thùng hàng này đi em cũng lấy khá là nhiều túi cho nên là dưới vẫn còn túi nè. Có 50 cái túi luôn mà, cho nên là cái thùng này là chủ yếu là túi là chính ha. Rồi, mẫu dễ thương không mà các bạn. Các bạn nào mà hỏi Liam túi đeo vai á thì các bạn đặt nha. Liam có nói là đợt này Liam về thùng hàng, Liam hàng về túi nè. Nó nằm trong cái túi bóng như thế này, các bạn thấy mấy chói á, các bạn nhìn không có rõ ha. Để Liam lấy ra cho các bạn xem nè. Đây, chất liệu vải nè các bạn. Cái sợi dây bố này rất là chắc nè. Sợi dây bố và đường may cũng Liam thấy là may cũng kỹ nữa. Đối với những chiếc túi mà có mấy chục ngàn một cái như thế này á, là được như thế này thì rất phù hợp với giá của học sinh sinh viên ha. Cái túi này phía sau là vải màu đen nè. Các bạn nào mà nó nhanh cũ á, các bạn mà ít có giữ được á thì các bạn dùng cái túi mà có phía sau màu đen này nè, rất là tiện ha. Thì có một số bạn có hỏi đi em là phía sau có túi nào vải màu đen hoặc là cái dây màu đen không nè. Trong này có một cái nè các bạn, trong này có một cái, có một cái à, còn lại là mình gắn hết ha. Túi đợt này xinh lắm luôn các bạn ơi, xinh lắm luôn. Không phải giờ đi em có lời khen không nhé, không có lời chê. Tại vì thứ nó đẹp nên là Liam khen các bạn, chứ không phải là gia hàng hàng của Liam Liam khen ha. Chị có cái mà không đẹp thì Liam nó không đẹp, nhưng mà cái này đúng đẹp luôn, đẹp mà lại rẻ nữa chứ các bạn. Tại vì lâu lâu á Liam mới tìm được cái kiện hàng rẻ Liam lấy nha các bạn, chứ không phải là lúc nào cũng có ha. Lâu lâu có cái kiện hàng nó vừa chất lượng mà vừa rẻ nữa, Liam lấy về Liam bán giá phải chăng cho các bạn thì các bạn dễ mua hơn ha. Thì đợt này Liam có trên shop Liam có đăng ký cái gói free ship extra, cho nên là đối với những đơn hàng từ 50k là đã được hỗ trợ tiền ship rồi nha các bạn. Nên các bạn mua hàng ở shop Liam thì các bạn yên tâm cái vụ mà tiền ship ha. 50k là có để hỗ trợ 20k tiền ship rồi á. Còn đối với những đơn hàng 300k thì được hỗ trợ 70k tiền ship. Đó rồi các bạn. Lấy một hồi giờ nhìn lại thấy thùng không luôn. Cái này sticker có lẽ là cái chỗ shop họ tặng mấy miếng sticker này các bạn. Đây, mua một thùng to tặng mấy miếng 2-4 năm rồi các bạn. Đó, bạn Liam tặng cho các bạn thùng khoảng bao nhiêu ha, thùng hàng cỡ 100 mấy là Liam cũng đã tặng 3-4 miếng thôi ha. Đó, họ tặng cho Liam mấy miếng sticker này các bạn, tặng cho vui thôi. Thì Liam cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video nha. Nếu các bạn thấy thích cái video vui hàng của Liam á thì các bạn tặng cho Liam một like. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để đón thêm những video mới nhất từ Liam Channel cũng như là Liam Shop nha. Đó, bây giờ Liam chuẩn bị Liam đưa hàng lên shop á. Liam sẽ để đường link trong phần mô tả video. Để các bạn thấy thích những cái món hàng mà Liam vui nè thì các bạn vào trong shop, các bạn đặt hoặc là các bạn vào bằng chính cái đường link ở trên shop ha. Nếu các bạn mua hàng bằng đường link ở trên phần mô tả video thì Liam có thêm một cái món quà nhỏ nhỏ Liam tặng thêm cho các bạn nha. Tại vì những cái đường link đó là những đường link ưu đãi của shop đó các bạn. Rồi, Liam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nếu các bạn thấy thích video của Liam thì cho Liam một like. Và các bạn nhớ đăng ký kênh nha, bấm chuông để đón xem video nha. Bye bye các bạn.